Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Tổng Trọng choáng ngợp trước khối tài sản siêu khủng của ba mẹ con nhà cựu thứ trưởng. Tô Lâm nóng mặt khi rõ chiêu hô biến đất vàng về túi riêng rồi cao chạy xa bay. Thưa quý vị, sau hàng loạt những ông trùm bà chúa nhúng chàm đã lộ diện, trả giá trước lò Tổng Trọng, thì tới nay vẫn còn một đại án mà khiến tướng Lâm ôm hận vì chưa xử được cho dù tội tay trời của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, dùng quyền lực biến của công thành của tư, rồi trốn sang nước ngoài trốn truy nã đỏ, sống cuộc sống như tiên đã lộ rõ. Nhưng được biết, bà Hồ Thị Kim Thoa từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, từ một doanh nhân lớn đến một vị Thứ trưởng. Sau khi bị lộ ra những sai phạm nghiêm trọng được che đậy, thì bà đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên, điều mà nhiều người thắc mắc nhất hiện nay là khối gia tài khổng lồ của bà và hai nữ ái vẫn còn nhờn nhơ ở đó thì thế nào? Không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng trong Điện Quang, nơi thắp sáng cả nước. Vì thế mà dư luận còn tò mò thêm rằng liệu ai đang đứng sau bà trùm Kim Thoa và đại gia đình bà? Vì sao tới nay tài sản bà chưa vào lò cụ tổng? Liệu tứ trụ có mối liên kết gì với bà từ xưa? Cùng làm rõ ngay sau đây. Phơi bày khối tài sản khổng lồ của bà Hồ Thị Kim Thoa. Với trị giá cổ phiếu DQC và RDP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương trên sàn chứng khoán, ước chừng sở hữu gần 1.000 tỷ đồng, trong đó bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỷ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được khối tài sản đó. Cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không? Nguồn gốc số tài sản đó từ đâu? Nhìn lại thời điểm xuất phát của gia đình bà Thoa, toàn bộ gia đình, bố, mẹ, cá nhân bà Thoa, hai em ruột và hai con đều là viên chức, công chức, học sinh trưởng thành vào doanh nghiệp nhà nước. Qua tìm hiểu, cả gia đình bà Thoa xuất thân từ công chức, trước thời điểm là lãnh đạo bóng đèn Điện Quang, không có tài sản gì là lớn. Khối tài sản khủng này, đối với gia đình công chức như bà Thoa, chỉ được hình thành trong thời gian bà nắm giữ chức quyền. Tháng 4 năm 2000, khi làm tổng giám đốc công ty Điện Quang, bà Thoa trực tiếp tiến trình cổ phần hóa. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, giá trị sổ sách để cổ phần hóa công ty Điện Quang là 245 tỷ đồng. Nhưng theo quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2004, do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu ký, chuyển công ty Điện Quang thành công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang DQC, vốn điều lệ chỉ là 23,5 tỷ. Đồng thời, tại thời điểm này, công ty Điện Quang còn xóa được khoản lỗ kinh doanh trên 28 tỷ để thực hiện cổ phần hóa. Tháng 2 năm 2005, công ty Điện Quang cổ phần hóa, bà Hồ Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DQC. Số cổ phần bà Thoa nắm giữ liên tục tăng qua các năm lên tới hàng nghìn tỷ. Trong quá trình giữ chức quyền tại đây, để tăng cổ phần, bà Thoa dùng những thủ thuật chiêu trò nâng vốn điều lệ bằng chặt cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu, đồng thời mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu trong các phiên giao dịch trên sàn chứng khoán. Về vấn đề này, cơ quan chức năng đã chỉ rõ bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định theo điều lệ của công ty, đặc biệt là quá trình thoái vốn theo hình thức thỏa thuận chứ không đấu giá công khai. Ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 7 năm 2020, bà Thoa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước khi bị truy nã, bà Thoa được xác định hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc hô biến 6.000 m2 đất vàng, khu đất Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân. Vào năm 2016, bà Thoa từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Bà Thoa cũng bị Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa Bóng đèn Điện Quang và kê khai tài sản thu nhập không đúng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Thoa chính thức rời chức Thứ trưởng. Bà Thoa từng có 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang trước khi bà về làm Thứ trưởng. Từ năm 2000 đến năm 2005, bà là Tổng Giám đốc Công ty. Từ năm 2005 đến năm 2010, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Đến năm 2010, khi bà Thoa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại Bộ Công Thương thì ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc Bóng đèn Điện Quang được bàn giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay. Mới đây nhất,
Cơ quan chức năng cho biết chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa trốn ở đâu, hiện đang truy nã đỏ với bị can và kêu gọi bà Thoa sớm về nước trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng. Ban Bí thư đã có quyết định về việc khai trừ đảng với bà Hồ Thị Kim Thoa. Vậy xử lý thế nào khi bà Thoa trốn ở nước ngoài? Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, hiện cơ quan chức năng cũng chưa biết bà Thoa trốn ở đâu. Biết thì bắt rồi, và nếu biết thì báo cơ quan gần nhất, xử lý theo đúng quy định, ông Tô Ân Sô khẳng định. Ông Sô thông tin thêm, cảnh sát điều tra đã ban hành lệnh truy nã toàn quốc và truy nã đỏ với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Hiện đã có thư đề nghị, động viên bà này sớm về nước trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng. Nhưng hiện nay, chưa có thông tin các cấp thẩm quyền có liên quan về việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài. Quá sốc, thưởng nóng cho nhân viên 100 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan chơi chiêu ngư ông đắc lợi. Nào ngờ bị đàn em lật mặt tại phiên xét xử, toàn bộ danh sách đen đã hiện nguyên hình. Thưa quý vị, quá bất ngờ và hấp dẫn, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác với phần xét hỏi của các luật sư. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thản nhiên phủ nhận việc quyết định cho Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB và khai dùng tiền túi của mình để thưởng cho nhân viên SCB, đồng thời không nhớ rõ số tiền đã thưởng. Tại tòa, luật sư Nguyễn Văn Hậu bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan lý do bổ nhiệm bị cáo Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB. Bị cáo Lan phủ nhận việc quyết định cho bị cáo Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Lúc này luật sư đọc lời khai của bị cáo Lan tại cơ quan điều tra, trong đó ghi chi tiết bị cáo Lan nói do bị cáo Dũng hiền lành nên bổ nhiệm. Sau đó bị cáo Lan lý giải thời điểm đó, bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB hiện đã bỏ trốn, đưa vợ đi Mỹ chữa bệnh, nên có nói với bị cáo là Dũng hiền lành và phù hợp nên anh ấy được chọn. Bị cáo Lan khai không có quyền tiếp cận và cũng không biết Bùi Anh Dũng là ai. Tiếp đó luật sư nêu bị cáo Dũng có bản tường trình gửi cơ quan điều tra ghi rằng vào dịp Tết năm 2020, bị cáo Lan thưởng cho Dũng 20 tỷ đồng. Năm 2021 thưởng tiếp 20 tỷ đồng. Luật sư đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận đúng không? Trả lời luật sư, bị cáo Lan khai không nhớ. Theo lời bị cáo Lan, Dũng, vợ và con trai cùng làm tại SCB. Sau đó Đinh Văn Thành nói Lan khuyên Dũng xem lại vì vợ con cùng làm chung ngân hàng thì kỳ lắm. Sau đó Lan nói với Dũng cho vợ nghỉ đi, con thì tính sau và hỗ trợ tiền cho gia đình bị cáo Dũng. Nhưng Lan không nhớ là 2 tỷ hay là 20 tỷ. Ngoài ra tại tòa, bị cáo Bùi Anh Dũng cho biết khi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ở SCB, ngân hàng không trả lương mà trả thù lao 180 triệu đồng một tháng. Về lời khai trước đây nhận 500 triệu đồng một tháng, bị cáo Dũng cho là bị nhầm, con số đó là của ban điều hành. Luật sư Nguyễn Văn Quynh bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về số cổ phần mà bị cáo Lan thưởng cho nhân viên SCB. Trong đó, theo cáo trạng, Lan thưởng cho bị cáo Hoàng 10 triệu cổ phần tương đương 100 tỷ đồng. Lý do thưởng cổ phần bà Lan khai, ngân hàng từng chuẩn bị niêm yết do đối tác Nhật Bản, Singapore vào mua cổ phần. Bị cáo Lan cho rằng các nhân viên ngân hàng gắn bó lâu năm, có người đã làm 20 năm rồi nên muốn mua cho họ cổ phần, việc này không có mục đích gì. Luật sư tiếp tục đặt câu hỏi cho bị cáo Lan là số tiền đó của SCB hay tiền bị cáo và việc cho nhân viên SCB như vậy có cần xét duyệt của ai không? Bị cáo Lan khẳng định toàn bộ số tiền đó là của bị cáo. Khi luật sư hỏi tiếp có gì chứng minh đó là tiền của bị cáo Lan trả lời đó là tiền túi của bị cáo nên không cần chứng minh và con số đó rất nhỏ. Về phần Trương Khánh Hoàng khai được Lan thưởng 10 triệu cổ phần vào tháng 8 năm 2022. Lý do được thưởng là vì khi đó SCB có ý định tái cơ cấu niêm yết và Hoàng có quá trình gắn bó với SCB. Ngoài ra Hoàng còn dùng tiền của mình để mua thêm cổ phần SCB. Hiện đã bán một phần, còn giữ 9,8 triệu cổ phần. Hoàng xin tòa cho dùng số cổ phần này để khắc phục hậu quả. Trong vụ án, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan lập khống các hồ sơ vay vốn rút tiền của ngân hàng SCB, gây thiệt hại hơn 65.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa ngày thứ 6 xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát được dư luận quan tâm bởi những tin tiết được hé lộ qua những lời khai của các bị cáo. Đứng trước hội đồng xét xử, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đều cho rằng hành vi lừa đảo rút ruột tiền ngân hàng đều xoay quanh bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên bị cáo Lan vẫn phủ nhận không cầm bất cứ đồng tiền nào của SCB. Mọi hành động đều xuất phát từ việc muốn cứu ngân hàng và bị cáo phải nhận mình là cổ đông của SCB để có sự tin tưởng, tin mình có thể giúp SCB thực hiện tái cơ cấu. Nóng, vụ cháy nhà xe tang vật tại Bình Thuận làm thiệt hại hơn 2 tỷ đồng, tá hỏa phát hiện thủ phạm chính là chiến sĩ công an. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, Nguyễn Hữu Phước thông tin, với sự nỗ lực của các lực lượng và nhân dân địa phương, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 45 phút. Vụ cháy khiến 232 mô tô, 1 TV và một số quạt trần tại khu vực nhà để xe tang vật trong trụ sở công an huyện bị thiêu rụi, hư hỏng. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh.
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, khi vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ, một cán bộ thực hiện việc hút xăng ra để đưa vào bảo quản theo quy trình, thì một chiến sĩ đi ăn cơm về đã ném điếu thuốc vừa hút xong. Ngay sau đó, gió mang theo tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy. Qua đánh giá sơ bộ, 232 xe của dân gây thiệt hại ước chừng khoảng 2 tỷ đồng. Chưa kể một loạt các công trình cũng bị hư hại, đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện việc bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đang xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng. Việc này đang được thực hiện khẩn trương, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết thêm. Thời gian qua, có quá nhiều bài học đau xót xuất phát từ sự bất cẩn, lơ là cầu thả dẫn đến hỏa hoạn, gây hậu quả thảm khốc, tang thương. Song dường như nhiều người vẫn còn xem nhẹ tính mạng tài sản của chính mình, như câu chuyện ở bài viết trên, chỉ là một bất cẩn nhỏ nhưng gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Rất may mắn là không có thiệt hại về người, như sự việc công dân vứt tàn thuốc làm thiêu rụi 1.000m2 xưởng sản xuất nệm. Khoảng 21:30 ngày 3 tháng 1, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại công ty Phú Thịnh chuyên sản xuất nệm ghế có địa chỉ tại ấp 1 xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người hô hoán dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ ứng cứu, nhưng ngọn lửa càng ngày càng lớn khiến cho việc dập tắt không thành. Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy càng dữ dội, đồng thời cháy lan ra khu vực xung quanh. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Hóc Môn, quận 12 đến ứng cứu. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng 15 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 3 giờ ngày 4 tháng 1, đám cháy được khống chế hoàn toàn, nhưng để đảm bảo đám cháy không bùng phát trở lại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục dùng vòi rồng phun nước nhằm tránh lửa bùng phát cháy lan. Vụ việc tuy không gây thương vong về người nhưng khiến 1.000m2 trong tổng diện tích 4.500m2 nhà xưởng bị thiêu rụi. Hàng chục tấn vật liệu cùng các thiết bị trong kho bị cháy hoàn toàn, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Theo lực lượng chức năng cho biết, vụ cháy do công nhân làm việc tại khu xưởng hút thuốc nhưng bất cẩn vứt tàn thuốc xuống nền nhà. Do trong xưởng chứa vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bắt lửa rồi bùng phát nhanh và cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ cháy chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Ngày 22 tháng 3, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một vụ cháy ở một khu chung cư liên quan tới hành vi vứt tàn thuốc lá bừa bãi. Theo ban quản lý chung cư này, một cư dân đã vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống sàn, sau đó lửa đã bén vào thùng xốp đựng bìa giấy ở gần đó và lan sang cục nóng điều hòa. Khi vụ cháy xảy ra, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã phát đi cảnh báo. Rất may, lực lượng chữa cháy của tòa nhà đã có mặt kịp thời và xử lý vụ việc. Khiếp từ ông Xích Lô thành chủ tịch tập đoàn, phe ai chống lưng vua bia nước tiếng Bắc Bộ, tiền nhiều cỡ nào mà dát vàng từ cổng vào tới tận nhà vệ sinh. Thưa quý vị, cái tên đường bia đã xuất hiện từ rất lâu trong xã hội. Tuy nhiên rất ai biết đến đường bia là ai và hành trình trở thành ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Bộ như thế nào. Từ một cựu chiến binh trở về sau chiến tranh, lặn lội mưu sinh bằng nghề đạp xích lô kiếm mỗi ngày vài đồng lẻ, đến ông chủ tập đoàn Hòa Bình, công ty sản xuất bia đầu tiên tại Việt Nam, không phải là điều đơn giản. Và cũng chẳng ai tin rằng đường bia lên như diều gặp gió vậy. Sau một thời gian ngắn, ông đã tạo dựng nên một đế chế cho riêng mình, đưa Việt Nam vươn ra ngoài thế giới. Đáng nói nhất là thú chơi đốt tiền dát vàng từ cổng và tới tận nhà vệ sinh của ông. Vậy độ tài giỏi và khối tài sản siêu khổng lồ của vị đại gia giàu nhất nhì Bắc nhiều với mức nào mà khiến nhiều quan chức cấp cao cũng nể? Ai mới thật sự đứng sau đường bia? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Nguyễn Hữu Đường, biệt danh đường bia. Ông sinh năm 1954. Ông Đường được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Năm 1979, sau khi xuất ngũ, ông Đường trở thành tay buôn chuyến Bắc Nam với ý chí sục sôi làm giàu và suy nghĩ phi thường bất phú. Chót lọt được 9 chuyến, đến chuyến thứ 10 ông lại trắng tay khi số hàng lớn buôn lậu bị thu giữ toàn bộ. Không đầu hàng số phận, ông chuyển hướng học nghề lái xe. Trong thời gian chờ mở lớp đào tạo lái xe, ông làm tạm chân đạp xích lô chở bia. Một ngày đi chở bia, ông được trả một thùng bia trị giá 60 đồng, tương đương cả tháng lương của một kỹ sư ấy. Hôm nào trời nóng bực, khan bia thì được trả đến 80 đồng. Kiếm được nhiều tiền bằng công việc này, ông Đường quyết định không học lái xe nữa, xin vào làm chính thức tại hợp tác xã bia. Từ năm 1981 đến năm 1986, với nghề đạp xích lô chở bia, ông đã tích lũy một số tiền kha khá, nảy ra ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh. Lúc bấy giờ, nhiều người thân khuyên ông mua nhà trên phố hàng ngang, hàng đào cho thuê, đừng làm doanh nghiệp, vừa vất vả vừa phải cạnh tranh. Nhưng nếu như vậy, làm sao có thể giúp đỡ những anh em bạn bè từng đi theo ông? Từ lý do đó, cuối năm 1986, ông Đường quyết định rút vốn, mua đất thành lập tổ thương binh hạng nặng Hòa Bình để tạo công ăn việc làm cho nhiều anh em đồng đội,
trong đó có 7 thương binh. Tổ hợp của ông làm nhiều nghề như làm nút chai cho nhà máy rượu, đến sản xuất nước ngọt, nước đá, đóng bia. Năm 1988, khi nhà nước cho phép phát triển các thành phần kinh tế, ông và các đồng nghiệp chuyển sang làm nhà máy bia và kinh doanh phát đạt. Có ngày nhà máy kiếm được 2 đến 3 cây vàng. 3 tháng hè liên tục như vậy, nhà máy làm giàu nhanh chóng từ nghề kinh doanh siêu lợi nhuận này. Cái tên Đường Bia bắt đầu xuất hiện. Sau đó, ông Đường chuyển sang làm mát bia và cái tên Đường Mát ra đời. Khi đã có của ăn của để, Đường Bia, Đường Mát làm thêm mảng bất động sản, trở thành đại gia bất động sản có tiếng ở đất Hà Thành. Tập đoàn Hòa Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ với hàng chục công ty thành viên, tổng tài sản đạt tới mấy ngàn tỷ đồng. Một loạt dự án bất động sản được triển khai, xây dựng thành công đã đưa tên tuổi Đường Bia gắn với những thương hiệu như khách sạn Hòa Bình Palace Hà Nội, Hòa Bình Green Apartment Hà Nội, Hòa Bình Green City Hà Nội. Nói về bí quyết của những thành công hiện tại, đại gia Đường Bia khiêm nhường khẳng định, những gì tôi có được ngày hôm nay phần lớn đến từ may mắn. Ngoài ra sự thông minh, nhanh nhạy, bản lĩnh của người đứng đầu và sự trung thực cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của doanh nghiệp. Không chỉ vậy, lãnh đạo doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi cái mới. Ngoài ra, các chính sách pháp luật đúng đắn, hợp lý cũng góp phần rất lớn mang thành công đến cho doanh nghiệp. Anh Hùng Mạng Tuấn Phò Mã là ai mà cảnh sát giao thông thấy là chạy, rất đinh bằng hoàng té ngửa trước sự thật không ngờ tới. Thưa quý vị, Tuấn Phò Mã nổi tiếng trên mạng xã hội, kênh TikTok của Tuấn có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của Tuấn quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Nhiều clip cũng ghi lại cảnh Tuấn xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đáng nói, trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phò Mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác, khiến nhiều người phải nể và thắc mắc về lai lịch của Tuấn Phò Mã 36. Nhiều người lâu nay vẫn đặt câu hỏi tại sao lại gọi là Tuấn Phò Mã, Tuấn quê gốc ở đâu, vì sao Tuấn có thể giúp người khác khi vi phạm giao thông, vậy Tuấn là ai? Hoàng Đình Tuấn sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Nhiều người dân thị trấn Thường Xuân bất ngờ khi biết Tuấn sinh ra và lớn lên tại đây. Hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Theo cơ quan chức năng, Tuấn Phò Mã đã cùng nhiều người khác đánh bạc dưới hình thức bắn pizza thâu đêm. Cụ thể, từ đêm ngày 15 tháng 1 đến chiều ngày 16 tháng 1, tại một quán pizza ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, nhiều người gồm Hoàng Đình Tuấn, Đỗ Văn Bình 28 tuổi, Trần Văn Phúc 35 tuổi, cùng chú Thường Xuân Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy 20 tuổi, chú Nho Quan Ninh Bình cùng đánh bạc dưới hình thức bắn pizza. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Đình Tuấn có tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok dưới tên Tuấn Phò Mã 36. Trước khi bị bắt, Tuấn thường xuyên đi đến các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và quay clip quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an. Sau đó, Tuấn đăng tải các clip trên lên tài khoản Facebook, TikTok cá nhân. Các tài khoản này thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bình luận và được dư luận xã hội quan tâm. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Bình và Huy. Một ngày sau đó, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn. Tất cả những người này đều được cơ quan chức năng xác định có hành vi đánh bạc. Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.